Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, trước việc có 28 phụ huynh học sinh trường quốc tế AIFVN đồng ý đóng tiền hỗ trợ để duy trì việc học tập của học sinh, nhưng băn khoăn liệu nhà trường sẽ tái cấu trúc, có cơ quan giám sát thu chi minh bạch hay không? Vừa qua, Đoàn Công tác Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với đại diện nhà đầu tư, hiệu trưởng trường quốc tế Mỹ Việt Nam, trường quốc tế aisvn và đại diện phụ huynh học sinh nhằm giải đáp thắc mắc đáng chú ý trong buổi làm việc này đối với số tiền phụ huynh đã đóng phía nhà trường quốc tế aisvn đang có hướng phát hành cổ phiếu đến phụ huynh cụ thể như thế nào mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây Chiều ngày 5 tháng 4, Đoàn Công tác Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với đại diện nhà đầu tư, hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông quốc tế Mỹ Việt Nam, trường quốc tế AISVN và đại diện phụ huynh học sinh. Buổi làm việc diễn ra dưới sự chủ trì của bà Lê Thị Mỹ Châu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo cùng lãnh đạo phòng quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập, thanh tra Sở Giáo dục Đào tạo. Theo bà Tạ Thị Minh Thư, trưởng phòng quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, buổi làm việc để lắng nghe ý kiến của nhà trường phụ huynh vì sở tiếp nhận danh sách 28 phụ huynh đồng ý đóng tiền nhưng còn băn khoăn việc trường thực hiện tái cấu trúc có cơ quan giám sát thu chi không cũng tại buổi làm việc ông hồ quang trung thành viên hội đồng trường quốc tế aisvn cho hay tình hình tài chính của nhà trường gặp nhiều khó khăn đã nêu ra nhiều phương án mời gọi nhà đầu tư vào hợp tác nhằm duy trì hoạt động của trường nhà trường đã cam kết về số tiền hỗ trợ đối với số tiền phụ huynh đã đóng trường đang có hướng phát hành cổ phiếu đến phụ huynh nhà trường sẽ tìm nguồn tài chính để trường hoạt động lâu dài và sẽ có thông báo chính thức đến tất cả phụ huynh theo bà Chandras Maskolwan, hiệu trưởng nhà trường, đến nay trường có khoảng 15 giáo viên nghỉ. Với nhiều lý do khác nhau, trường sẽ giả soát lại đội ngũ giáo viên sau kỳ trả lương tháng 3 năm 2024. Các lớp thiếu giáo viên, trường chuyển học sinh xuống phòng thư viện và tự học theo sự giám sát của quản thư, chỉ được học môn toán, nếu có đầy đủ phí duy trì thì nhà trường vẫn thực hiện chương trình. Trong buổi làm việc phụ huynh TTB cho biết, khi ký hợp đồng là tôi đã gửi tất cả nguyện vọng cho nhà trường để con tôi được học tập tại môi trường tốt, tôi không biết được khi đến hết tháng 6 năm 2024 thì con tôi sẽ như thế nào. Nhà trường nên đưa ra phương án xử lý để tất cả phụ huynh được biết. Còn phụ huynh NAT đề nghị nhà trường đưa ra phương án tái cấu trúc cụ thể trong thời gian 2 tuần hoặc 1 tháng tới, từ đó phụ huynh mới tin tưởng đóng góp để duy trì hoạt động của trường cũng trong buổi làm việc bà trần phương anh đại diện phụ huynh giám sát hoạt động nhà trường cho hay chỉ có thể kêu gọi việc hỗ trợ kinh phí từng khối lớp nhưng mỗi phụ huynh có mỗi lý do khác nhau nhà trường thì không có động thái rõ ràng bà phương anh cho biết trách nhiệm chính của tôi là theo dõi dòng tiền chứ không phải đứng ra kêu gọi đóng góp nhà trường bị mất lòng tin từ phụ huynh vì không đưa ra được phương hướng hoạt động lâu dài Vị phụ huynh này nói thêm, tôi cảm thấy việc kêu gọi đóng tiền từ phía phụ huynh là rất khó, phụ huynh không thể nào đóng tiền vì họ không nhìn thấy rõ phương hướng hoạt động của nhà trường. Nhà trường đã lập phương án dự phòng chưa, đề nghị nhà trường đưa ra kế hoạch của chương trình học IB, tú tài quốc tế và các phương án dự phòng đến tất cả phụ huynh. Trao đổi với phụ huynh học sinh tại buổi làm việc, bà Lê Thụy Mỹ Châu, Phó giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo nói, thời gian qua thành phố đã lên rất nhiều phương án và chọn một giải pháp tin tưởng mong muốn phụ huynh cho con tiếp tục học ở đây qua số lượng phụ huynh đồng hành với trường sở giáo dục đào tạo đang giám sát hoạt động của trường quốc tế aisvn của công ty để đảm bảo quyền lợi cho học sinh giáo viên nhân viên mong các phụ huynh thông tin lại nội dung trao đổi với nhà trường đến các phụ huynh khác để mọi người cùng được biết và giám sát mọi thứ hiện tại cần phải được công khai để phụ huynh được nắm phòng chuyên môn tiếp tục nắm bắt và giám sát ghi nhận để kịp thời báo cáo đề xuất hướng giải quyết Cục An toàn Thực phẩm đã nhận được thông tin từ Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hòa về vụ việc một học sinh trường tiểu học Vĩnh Trường, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tử vong chưa rõ nguyên nhân vào sáng ngày 5 tháng 4. Cùng đó, một số học sinh khác cùng trường tiểu học Vĩnh Trường và trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang cũng có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc sau khi ăn sáng tại các hàng quán và người bán hàng rong xung quanh các trường. Theo báo cáo, một số học sinh của hai trường này đã ăn sáng nhiều món khác nhau tại các quán ăn khác nhau bên ngoài trường học. Sau đó các em có dấu hiệu chóng mặt, đau đầu, nôn ói nên nhà trường đã liên hệ phụ huynh tổ chức đưa các cháu về nhà theo dõi hoặc đến cơ sở y tế kiểm tra và cấp cứu. Trong số học sinh bị ngộ độc thực phẩm đã nhập viện kể trên, nhiều nhất là tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Trong 23 ca đưa đến cấp cứu, có 19 ca nhập viện điều trị. Còn lại, bệnh viện tâm trí có 8 trên 9 ca đến khám và nhập viện, nhưng trong ngày có xuất viện, hiện đang còn 6 ca. Bệnh viện quân y 87 đã tiếp nhận nhập viện cả 3 ca đến khám và vẫn còn nằm điều trị. Riêng phòng khám đa khoa Phúc Sinh có một trong 2 ca đến khám nhập viện nhưng sau đó đã chuyển viện nên hiện không còn điều trị ca nào. Như vậy, còn 28 học sinh bị ngộ độc thực phẩm được nhà trường đưa đi cấp cứu trong ngày 5 tháng 4 vẫn đang điều trị tại 3 bệnh viện. Riêng về một trường hợp học sinh của trường tiểu học Vĩnh Trường thiệt mạng, theo báo cáo của các đơn vị, trước khi đến lớp, học sinh này cùng nhiều bạn khác đã ăn sáng ngoài cổng trường, ăn sushi uống nước ngọt. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 30 phút ăn uống xong, cháu có biểu hiện muốn nôn, xôi bọt mép và được nhà trường đưa đi cấp cứu. Hội đồng Y khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã hội trần và kết luận cháu ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện chưa rõ nguyên nhân. Chiều cùng ngày, được sự đồng ý của gia đình, trung tâm giám định pháp y đã tiến hành giải phẫu tử thi, lấy mẫu để kiểm nghiệm nguyên nhân. Đồng thời, các cơ quan chức năng có liên quan phối hợp điều tra xử lý, xác định nguyên nhân vụ việc và công khai thông tin kịp thời để tránh gây hoang mang trong dư luận xã hội. Các cơ quan chính quyền và cơ quan chức năng ngành giáo dục tại địa phương cũng tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo an toàn thực phẩm tại khu vực trường học, bếp ăn trường học, cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống, các đối tượng, cơ sở kinh doanh thực phẩm xung quanh trường học. Các trường cần nâng cao trách nhiệm của Ban giám hiệu nhà trường, Ban phụ huynh học sinh trong công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục về bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại khu vực trường học. Hồi cuối tháng 1 năm 2024, trên các trang mạng xã hội, lan truyền thông tin kèm video một bà lão được cho là người vô gia cư giả, chuyên đi nhặt ve chai và giả khổ để nhận quà từ thiện từ các nhà hảo tâm. Thế nhưng thực tế, bà lão này có nhà ở trên phố Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Thông tin trên ngay sau đó đã nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận, nhiều ý kiến bày tỏ không đồng tình với việc làm của bà nhưng cũng không ít ý kiến bày tỏ sự đồng cảm vì bà đã tuổi cao sức yếu, phải đi nhặt ve chai xin đổ từ thiện để sống qua ngày. Theo tìm hiểu, bà lão được nhắc đến trong câu chuyện trên tên là Nguyễn Thị Kim Phượng, 85 tuổi, sinh sống tại ngôi nhà biệt thự Pháp cổ ở địa chỉ số 63A, phố Tô Hiến Thành, giá trị hàng chục tỷ đồng. Ngôi nhà này có ba hộ gia đình sinh sống, bà Phượng có hộ khẩu ở tầng 1, còn tầng 2 tầng 3 là của gia đình khác. Câu chuyện về bà lão này những tháng ngày qua vẫn nhận được sự quan tâm của dư luận, nhiều người vẫn thường xuyên qua nhà bà Phượng để xem tình hình bán ở thế nào. Thế nhưng từ cuối tháng 3 năm 2024 cho tới nay, nhiều người bất ngờ vì không thấy bà Phượng trở về nhà nữa. Ngày mùng 5 tháng 4, một cán bộ thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội 1, huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết cụ bà Nguyễn Thị Kim Phượng đã được đưa vào tập trung tại trung tâm từ cuối tháng 3. Lý do bà lão được đưa vào trung tâm là do bà đi lang thang xin ăn, xin tiền trên đường phố. Vị này thông tin cụ bà nói là đi nhặt rác nhưng trên thực tế là ngồi tại điểm đèn giao thông ở các ngã tư rồi xin ăn, xin tiền của người dân. Theo quyết định số 2252 ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Người có hành vi xin ăn xin tiền bao gồm người đi cùng sẽ được đưa đến các cơ sở trợ giúp xã hội của thành phố để chăm sóc, nuôi dưỡng, chờ đưa về nơi cư trú hoặc nuôi dưỡng lâu dài đối với người chưa xác định được nơi cư trú. Đội khảo sát của Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 đã phát hiện bà Phượng xin tiền trên phố từ cuối tháng 3 nên đã quay phim, chụp ảnh rồi tập trung bà về trung tâm. Theo hướng dẫn số 2320 về việc thực hiện công tác tập trung người lang thang trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trung tâm sẽ chăm sóc, quản lý bà Phượng trong vòng 3 tháng. Cán bộ trung tâm thông báo với gia đình và chính quyền địa phương nơi bà cư trú để chuẩn bị điều kiện cho cụ tái hòa nhập cộng đồng sau 3 tháng. Chính quyền phường Lê Đại Hành cũng xác nhận bà Phượng đã được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội. Phường đã kết hợp với tổ dân phố xuống nhà dọn dẹp và thu gom rác thải giúp bà.